Mọi người có khỏe không? Và thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn mọi người. Sau lưng Châu là những cái tảng núi mà gọi là những tảng núi rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên Châu mới đến đây luôn, cực kỳ đẹp. Và Châu đố mọi người là Châu đang ở đâu? Đố thử mọi người đoán thử nha. Nhìn sau lưng Châu chắc mọi người cũng có thể đoán chút chút được đó. Và Châu cũng bật mí luôn nha, Châu đang ở Tràng An, Ninh Bình. Và nơi đây phải nói lúc mà Châu tới từ đường bên ngoài chạy vô, lúc ngoài thì thấy bình thường gì hết, nhưng mà rần vô bên trong quá đẹp luôn cả nhà, đẹp lắm luôn. Thì hôm nay Châu và Bủ hai chị em sẽ ngồi thuyền đi vào trong, bên trong là có chùa Bái Đính đúng không Bủ, vào đó. Và bây giờ Châu với Bủ sẽ vào trong mua vé, vô bên trong mua vé nha cả nhà, là mé bên đây. Đó, mua vé là ở tuốt bên trong này nè cả nhà. Đó, nhà bên trong đây họ có bán vé bên đây. Và mình sẽ vô đây, mình sẽ get like và mình mua bên trong này. Dạ, mua trong này. Mọi người ơi, Châu đã mua ticket rồi nè, đã mua vé rồi nè. Đây là họ đưa cho một cái bản đồ nữa cả nhà. Bản đồ này á, là nó có 3 địa điểm, 1, 2, 3. Thì Châu thì Châu ngố lắm, Châu tưởng 3 địa điểm là mình đi luôn 3 địa điểm. Nhưng mà thật ra không phải, mình 3, mình chỉ chọn 1 thôi. Thì Châu chỉ muốn là cái nào mà view đẹp, có nhiều cảnh đẹp, để Châu muốn review cho cả nhà. Thì Châu hỏi cái cô trong đó, thì cô nói cái số 1 á, thì nghiêng về tâm linh, hang động rất là nhiều, thì cái view rất là ít. Còn cái thứ hai á, hang động ít hơn tí, vừa thôi, view cũng vừa. Nhưng mà cái thứ ba đó, hang động lại rất ít mà view lại rộng lớn. Và chị cô ấy nói là cái thứ ba có thể là Châu sẽ thích, thì Châu chọn cái số 3, Châu với Bủ chọn. Và có một điều này nữa cả nhà, khi mình ngồi thuyền á, một chiếc thuyền là họ xét khoảng 4 tới 5 người, mỗi một người là 250.000 cho một cái ticket. Châu với Bủ là hai ticket là 500.000. Nhưng mà Châu mua, Châu muốn bao luôn chiếc thuyền để khi mà mình quay, mình muốn ngưng, mình muốn ghé đâu, mình có cái tự do và thoải mái để mà quay review cho cả nhà, thì mình phải bao luôn chiếc thuyền. Thì bao luôn chiếc thuyền phải mua 4 vé. Châu mua 4 vé đi, 4 vé là 1 triệu. 1 triệu tính ra tiền đô thì không tới 20 đô nữa. Thật ra thì cũng rẻ cả nhà. Như vậy mình đi mình thoải mái, mình quay nữa cả nhà. Bây giờ Châu mời cả nhà cùng đi với Châu với Bủ nha. Let's go, bây giờ mình đi xuống thuyền. Châu ơi, Châu đi qua đường hầm. Mọi người ơi, biết tại sao mà Châu cười không? Bủ cầm máy mà Bủ cũng cười. Tụi Châu mua vé xong, tụi Châu cứ bưng tân đi thẳng ra đường, tính băng qua bên đường. Các ông bảo vệ, ơi Châu, ơi sao mới nổ cái gì vậy? Ủa sao đi đường đó? Không phải đường đó, đi đường hầm. Ủa vậy hả, đâu có biết. Thật sự hay lúa thiệt á, lần đầu tiên tới đây đâu biết đâu. Họ có cái đường hầm cho mình đi riêng đó cả nhà. Giờ mời cả nhà đi theo Châu nè. Chút xíu là té rồi. Đó, bên đường đó là hồi nãy Châu với Bủ là mua vé bên đó đó, xong phải chui dưới hầm. Đi qua đây đây.
thấy đẹp không cả nhà? Rất là đẹp luôn. Ra đây mình nghe tiếng nhạc, những nhạc và kiểu hát mà là thể loại này là lâu lắm rồi cháu mới nghe lại được đó. Dạ, bên đây là họ bắt đầu họ xét vé nghe cả nhà. À, chị đi 2 người mà chị bao luôn chiếc thuyền, thành ra mua 4 vé. Hai người em, nhưng mà chị bao luôn chiếc thuyền. Mình mua thuyền riêng. Dạ, thuyền riêng. Mình có cầm vé không? Dạ. Tụi chị có cần lại vé không? Có phải không? Rồi, cảm ơn bé. Bây giờ mình xuống đây. Chị này thuyền riêng nhá. Đó nè, cả nhà thấy nè. Bố có quay này không nè? Cho lùi lại. 253 thuyền riêng đấy. Thuyền 253 sau cũng thuyền riêng. Thuyền nào đây em? 253. Đúng đây. Đó. Khoan đây. Đúng Bủ. Mọi người ơi, Bủ để Bủ đưa cho Châu cái áo phao. Thì mọi người thấy đây là có cái áo nè. Có cái, dạ, có cái áo phao đây mọi người. Thì mình lên đây là mình phải mặc vô cho an toàn. Mình đi chơi thì đi chơi nhưng mà phải an toàn trước nha cả nhà. Và Châu có với Bủ có hỏi cô này lúc nào mình chụp hình thì muốn lấy ra, mình tháo ra xong sau đó mình mặc vô lại. Đó là cái luật mình phải mang. Ha ha. Thì bây giờ Châu cũng phải mang cái áo phao này vô đây cho cả nhà thấy đây. Đang lên này trói lội luôn cả nhà. Đây, cho phải mặc vô đây. Rồi xong, hai cái được rồi. Cảnh quá đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Cũng ngộ quá Bủ hả? Nó từng cái giống như nó rời rời nhau vậy đó. Nó đẹp, thật đẹp luôn á. Phải nói là lần đầu tiên cho trải nghiệm nơi này. Khi tới là nói chung là từ cái ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác luôn cả nhà. Đẹp quá luôn á. Mà khí hậu cũng tuyệt vời nữa, không có lạnh lắm. Mặc dù không có ánh nắng nhưng mà không có lạnh lắm. Chắc lúc mà mình Châu và Bủ chụp hình chắc phải xích vô trong lừa cảnh đẹp một tí xíu. Đúng rồi đó. Đó là cô chèo thuyền cho tụi Châu đi đó. Chèo hay ha Bủ ha. Chèo rất là giỏi luôn á. Cái cây chèo này á, lâu lắm mới thấy lại được nè. Hang động số 3 là hang động dài nhất hả chị? Dạ, dài cả cây số luôn. Dạ. Nhưng mà tụi em chọn điểm thứ 3 là đẹp đúng không chị? Thứ 3 là giá trị nhất đó. Đẹp thì nói chung Tràng An thì chỗ nào cũng đẹp. À. Nhưng mà chỗ nào giá trị hơn thì chỗ là chị đi thứ 3 và thứ 2. Dạ. Đi qua cái hang động dài cây số.
Tại vì lúc nãy tụi này mua ticket đó, thì trong đó mấy cô bán vé nói là có 3 nơi, số 1, số 2, số 3. Nhưng mà số 1 thì nhiều hang động, mà view thì ít. Tụi em thì thích đi view nhiều, cho nó đẹp. Chị Ma là rất là nhiều view. Mà thường thì ta đi tuyến nào nhiều nhất chị? Bây giờ thì đa số tuyến 2 và tuyến 3 là nhiều hơn. Bởi tuyến 1 không phải là không chỉ tuyến 1 đẹp, mà bởi vì tuyến 1 như là nó chuyển sống từ lâu rồi. Thì giờ đa số mọi người đi tuyến 2, tuyến 3 nó cũng rất là nhiều view đẹp. Qua làng cổ Việt cổ. Tại vì tiếng 3 thì nó về thiên nhiên, cảnh nhiều hơn đó. Tức là cái hang của nó là giá trị nhất là cái hang đầu tiên là dài 1 cây số đó. Cây số là dài lắm đó. Vâng, dài lắm nhá. Nếu mà bình thường một hang thì chỉ khoảng dài nhất là khoảng hơn 200 mét. Nhưng mà tuyến 3 là dài 1 cây số là bằng 5 hang bình thường chị ạ. Bên trong nó đẹp không chị? Dạ đẹp, nhưng mà bây giờ thì em thư tả chị không hiểu đâu. Đấy là bí mật. Dạ bí mật đi ạ. Mình đi đến đâu thì mình biết. Thì hiện tại thì cái cô lái thuyền cho hai chị em á, cổ là giới thiệu là nói là hang động rất là đẹp nha mọi người. Nhưng mà cổ nói là bây giờ cái nét đẹp đó giờ cổ không thể là diễn tả bằng lời được, cho nên phải để cho hai chị em tự trải nghiệm được. Trời mọi người ơi, thực sự luôn á, kể cho mọi người nghe, hai chị em mà đi đến đâu là hai chị em cười tới đó, giống như là kiểu như là hai chị em lâu lâu mà chúng như kiểu là lâu chúng mánh đó mọi người, rồi được một hai lô đất cái xong rồi được hai chị em được đi chơi đó mọi người. Trời ơi, cầm vé mọi người đi lang bang không biết đi đâu, mà giống như là cái chỗ này là của mình tự xây luôn á mọi người, coi như là rất là rành đường nha. Cầm tấm vé đi lang bang. Nãy chị thấy chị rành đường không? Cầm vé cho còn dẫn đường cho bộ. Là coi như là đi súng xa, súng xính đi cà sải hai chị em tính băng ở bên đường cái chú vậy kia. Ôi, đi đâu thế? Cái nói ủa chị kêu chị sao? Ủa chị không biết. À, không được đi băng qua đường, đây có đường hầm nè. Rồi đi lại mọi người. Thật sự mọi người ai mà coi cái clip này mọi người sẽ rút kinh nghiệm là nếu mà đi đừng có băng qua đường mà phải có đường hầm. Tại nói chung ra là cái chỗ cái đường hồi nãy là xe tải, xe hàng rất là nhiều, cho nên họ không có cho đi qua đường, họ bắt phải đi xuống cái đường hầm. Thật sự mình đi băng qua đường rất là nguy hiểm luôn á, rồi có em bé rồi sao. Người nào cũng băng qua kiểu đó. Trời ơi, cầm hai tấm vé đi mọi người ơi. Rất là nguy hiểm, cho nên là nghĩ ra cái cách là mình hầm là vừa an toàn vừa đẹp. Tại vì sao hai chị em nôm á mọi người, nôm để review cho mọi người, cầm vé được trong tay rồi đi sải băng qua bên đường mới về. Bị ôi vậy hốt. Xong rồi cứ nghĩ là băng qua đường biết không? Băng qua đường để đi. Hay lúa. Bảo vệ hốt. Bảo vệ kêu lại ơi. Đi đâu thế? Chị cái đường hầm đó là xây bao lâu rồi chị? Dạ từ bắt đầu làm bắt đầu từ năm 2002 là mới bắt đầu đưa vào sử dụng, nhưng mà làm trong vòng có 1 năm thôi chị ạ. Tức là 1 năm thì sếp trường có ý định là tức là trước kia đấy nó cũng có mấy vụ tai nạn ở đấy, tức là do khách mới lấy cái xe ngược chiều, nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, nhưng mà mình nghĩ ra là làm dạ vâng nguy hiểm, thế là đúng rồi, vâng là phải làm đường hầm là làm gấp trong 1 năm. Năm là xong. Tại vì chị thấy con đường quá lớn nữa. Vâng. Mình phải băng qua cái đoạn đường cũng hơi bị lớn. Cái thời điểm mà xe lên xuống nhiều. Anh em nó mà thời điểm đông nhất là đợt dịp mà Tết Nguyên Đán ra. Rất là đông, thì những cái lúc mà đông khách như thế là mọi người cần phải xếp hàng mới vào xuống thuyền được. Cho nên là nếu mà không làm đường hầm thì chỉ là đi qua đường, thứ nhất là ách tắc giao thông, thứ hai là rất là nguy hiểm. Cho nên là phải có tai nạn xảy ra, tại vì cũng có một vài vụ tai nạn, nhưng mà tức là nó không xảy ra quá nghiêm trọng thôi, nhưng mà có xảy ra tai nạn. Tại như có những lúc đông quá, khi dạ vâng. Qua đường họ cũng sơ ý, vâng. Cũng không có nhìn đường. Dạ vâng, nhất là trẻ em ạ. Dạ trẻ em, dạ vâng. Chứ còn người lớn thì dầu sao đỡ. Đúng rồi, vâng. Mà mình nhiều khi mình không có quản lý kịp nữa. Dạ vâng. Kiểm soát được. Ví dụ như mình ở cái khu mà chỗ Tràng An này nè chị, là thường là mùa nào là khách du lịch là cao điểm và đông nhất? Cao điểm nhất là vào trung tuần tháng Giêng, tháng 2. Đa số là khách Việt của mình nó đi du xuân. Đi du xuân thì đi vãn cảnh nữa. Dù như tháng 1, tháng 2 thì nó có cái gì đặc biệt hơn mấy cái tháng này không chị? Nói chung là Tràng An thì đẹp mỗi mùa, đẹp mỗi vẻ. Ví dụ đầu tháng Giêng, tháng 2 thì nó rất là nhiều hoa súng, từ tháng 5 là tháng hoa súng. Còn mùa này thì là từ giờ đến tháng 2 thì mọi người sẽ nhìn đến trên núi rất là nhiều những cái hoa bông lau. Hoa bông lau thì ngang lại những ý nghĩa lịch sử rất là to. Cái này là khu căn cứ cũ Đinh Bộ Lĩnh. Cho nên là cái bông lau thì mang đến giá trị lịch sử, nhưng mà bông hoa lau thì không thơm đâu nhưng mà rất là đẹp. Đây đầu tiên là bây giờ là mình đang để được tiếng hang động đầu tiên. Hang động thứ nhất đúng không? Dạo nhìn view anh ta thì rất đẹp. Đẹp lắm phải không? Cả nhà bây giờ là chuẩn bị ghé hang động thứ nhất. Có mấy điểm dừng vậy chị? Có 2 điểm dừng
chị ạ. À, 3 điểm dừng. Dạ. Là mình chưa dừng điểm đầu tiên. Dạ. Yeah. Có gọi tên gọi là đồng trì. Đồng trì là thờ hai vị chủ triều đình. Dạ. Yeah. Thanh trù và hữu kinh trù. Bên trong tầm cung thờ 4 vị chủ triều đình. Chị là làm việc ở đây lâu chưa? Làm ở Tràng An. Ở đây cũng đã được hơn 10 năm rồi chị ạ. Hơn 10 năm rồi. Chị cũng ở khu vực này luôn hả? Dạ vâng, chúng em là người dân ở đây. Dạ, người dân ở đây. Dạ. Chúng em bắt đầu từ đầu ngày đầu tiên thì có hơn 200 thuyền. Tức là từ bắt đầu từ khai hiên đầu địa thì hơn 200 thuyền đến bây giờ chúng em đã hiện tại giờ là chúng em hơn 2.000 thuyền. Wow, bắt đầu là 200 thuyền, dạ, bây giờ là 2.000 thuyền. Chúng em là phục vụ được hơn 10 năm, được 13, 14 năm. Dạ. Như vậy tốt, tại vì mình phát triển mà càng ngày người ta du lịch càng nhiều như đúng vậy rồi, là vâng. Dạ, đó nhưng mà so với làm lúa thì chúng em so ngày xưa thì tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều, làm lúa cực lắm chị ơi. Nó cực cái chỗ như này, một tháng thì có thể là một sào Bắc Bộ chúng em có 360 m2 thì một sào được 2 tạ lúa thì chúng em phải vất vả trong 3 tháng. Thế nhưng mà bây giờ chúng em có một tháng có thể kiếm được 2-3 tạ lúa. Tức là so với làm lúa thì chúng em đỡ cực từ ngày có cái rất là nhiều khách quốc tế thì tầm cỡ cho chúng em cũng cảm thấy nó cảm thấy vui rất nhiều mà mang rất nhiều vui là một phần, nhưng một phần là còn mở mang học hỏi. Tại khách quốc tế họ tới đây đi cũng sẽ rất là nhiều. Dạ, vâng. Tại những người nước ngoài họ thích những cái phong cảnh thiên nhiên này lắm. Dạ, rất là thích. Năm nay là chỉ do là mấy năm nay do dịch bệnh thôi, bây giờ đã nó kéo lại rồi đấy, trước kia thì cái tầm này cần khách quốc tế còn nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà năm nay thì nó bây như bây giờ là cũng mừng cho rồi. Mọi người dân ở đây chị ha. Dạ. Nhờ vậy thì có những nơi du lịch như vậy thì người dân đỡ khổ. Đúng rồi ạ. Chứ còn không ngày xưa là làm lúa mà sống thôi. Đúng chứ rồi, mình đâu có công việc gì mà làm đâu, kiếm việc đâu có dễ đâu. Vâng. Dạ. Nhờ giờ có những cái điểm du lịch như vậy thì người ta đến thì người ta cũng đỡ. Vâng. Dạ. Thấy vậy cũng vui. Em thường hay nói trêu với khách là hỏi em có mệt không, bảo không em thì không mệt, chỉ để mồ hôi nhưng mà chúng em nó cứ thích mệt. Xong rồi có anh thì nói trêu ô sao em mà thích mệt, bảo không em cứ thích mệt, mệt thì em mới mệt mới có tiền. Vâng, đúng rồi. Chị này cũng vui ha, người ta hỏi chị có mệt không, chị nói mệt chứ. Bà nhưng không, mà chúng em thích mệt không em, hả? Em không mệt, em chỉ chảy mồ hôi. Em mới chảy mồ hôi. Chị chảy mồ hôi thì chung có mệt. Bữa nay học được thêm nữa nha. Hỏi chị có mệt không? Chị nói là chị không có mệt, nhưng mà chị chỉ chảy mồ hôi thôi, nhưng mà chị thích mệt. Tại vì có mệt thì mới có tiền cả nhà ơi, chứ thật sự mà không có mệt, không chảy mồ hôi thì làm sao có tiền, đúng không chị? Thật sự mà làm kiếm đồng tiền rất là có. Dạ. Là thật sự là nó như thế chị ạ. Nói chung á, mình làm mà công việc mà mình làm có tiền đâu phải dễ đâu chị. Phải là bằng mồ hôi nước mắt đó. Vâng. Thì như vậy mình mới thấy quý, mình mới thấy quý. Thực sự mà nói, nhưng mà nó dễ thì dễ, những người nhỏ to dễ biết làm, còn mình là thuộc dạng là nông dân thì chỉ thích gọi như chúng em gọi là nông dân thì là ăn no thì vắt nặng. Cứ có nặng thì mới làm thì mới có tiền. Thành ra tính ra mấy anh mấy chị như vậy là rất là khỏe đó. Nó thật sự chúng em thì thoải mái hơn. Các chị thì cái chỗ là chị ăn no thì đi làm thì về thì không lo, nhưng thực sự như những người mà buôn bán hay những người thì họ lại phải lo cái vấn đề khác. Lo nhiều vấn đề khác lắm chị. Vấn đề khác. Đó, nhiều khi vậy doanh nghiệp thì phải lo vay rồi lo giả, như chúng em mà chỉ lo ăn rồi lo làm thôi. Thành ra những lúc mà là có khách người ta lại đi. Dạ, mỗi một cái công việc đó, nó có một cái stress riêng đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà như các anh các chị vậy chứ ít stress hơn. Đúng rồi. Như vậy mà mình lại thấy đỡ hơn. Cái kiểu của chị là lao động chân tay. Lao động chân tay. Còn người ta là lao động bằng trí óc, cho nên đông ra họ sẽ bị nặng đầu óc. Nặng lắm. Cho nên là em còn thường hay nói trêu với chồng em bảo thực sự ra mà nói là mình suốt đời thì cái gì tìm cái đồng tiền. Nhưng mà cũng chỉ có mình vẫn như tính ra thì lại không có tiền thì cũng khổ, nhưng mà lại còn sướng hơn cái người có tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người có tiền thì là họ phải lo là con mình không ăn chơi. Mình thì không chỉ lo kiếm tiền là khổ con. Cái khổ khác thì là nó là có cái khổ khác, khổ tức khác là ai cũng có cái khổ ai cũng có cái khổ đúng rồi. Giống như bà em có những người bạn mới nói là nhà ai cũng có cái thùng rác hết. Đúng rồi. Quan trọng là to hay nhỏ thôi. Đúng rồi. Em giới thiệu với chị, đây là trước mặt mình đây là đền Trình chị ơi. Dạ. Bây giờ mình sẽ cập bến lên đền Trình. Đền Trình này là thê theo hình chữ đinh. Đền Trình này là thờ tứ trụ triều đinh.
bên trong tấm vung thừa trụ triều đình, bên ngoài thờ hai vị tướng triều đình là Tả Thanh Thủ với Hữu Thanh Trù. Hai vị quan này là quan giám sát triều đình, tức là quan coi kho bạc kho vàng của triều đình. Khi mà triều đình nhà Đinh với triều đình nhà Lê, thì là khi mà ông Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích ám hại thì bốn vị tướng này mới bế Ô Tố Đức Toàn ở đây để lánh nạn. Rồi thì khi mà hai cái triều đình mà nó tức là một ông vua khác lên thì cái ông trung thần này thì không muốn phục vụ cho cái ông sau, thế nên là gọi là lui quân về ẩn. Tại vì người ta đã làm việc với người trước thì người ta đã quen rồi, đi rồi. Mà chính ông, những ông quan này thì đã chơi mưu Đinh Tiên Hoàng từ thủa chân châu cất cỏ. Từ người cần lúc còn đè chỏm với nhau, lúc mà phò nhau lên được làm hoàng đế thì khi đó là mấy ông này không thuận để cho mình lưu quân ở đây. Cái gọi là trình đơn trình hay còn gọi là phủ đột chị ạ. Tức là đột, đây là đột kích, đột là khi mà xung đột giữa triều đình nhà Đinh và triều đình nhà Lê. Cái trước cửa đình này là có hai ông cá chép cỡ lớn, đá. Thành ra làm hai tượng, hai con cá chép bằng đá đây. Trước cửa đài này thì giờ rất là nhiều cá, nhưng du khách cho ăn nên là nó về đây rất là nhiều. Vừa cá trong đây nhiều cả, vừa chị? Là vừa cá tự nhiên chị ạ. Cá ở dưới đây đó hay dạ chị? Vâng, cá bây nhiều. Giờ mình vào rất là nhiều. Mà đâu có sâu không chị? Chỗ này thì chỗ nào sâu nhất khoảng 3 mét. Ba mét là sâu lắm đó. Vâng, chỗ nào chỗ 3 mét, có chỗ thì 2 mét, chỗ không đến. Dạ. Wow, chị nói đây cá nhiều lắm. Đồ mình cá quá trời nè. Phao mình lên đền. Nè, cá quá trời nè, này cá thiên nhiên luôn nè, chứ đâu phải là trong cái hồ cá. Cá tự nhiên mà có một số cá là cái con cá này đỏ đỏ này là trời ơi, con táo là phóng sinh nè. Dạ. Con là cá chép này, cá chấm. Đây là cái chép là con cá này nè phải không chị? Dạ. Cá chép là con mấy con bự bự đen đen phải không chị? Có cả cá rối á. Dạ. Vâng. Quá trời cá luôn. Đâu có ai bắt đâu hả chị hả? Không, ở đây là khu bảo tồn, không được đánh bắt chị ơi. Không được bắt, that's why mới còn nè. Dạ vâng. Bởi vì mới còn ở đây nè. Là tất cả đều được bảo tồn hết chị ạ. Dạ. Bởi vì cá quá trời, nó rất thân thiện với mình luôn á. Dạ vâng. Rồi bây giờ mình ghé lên cái ha. Có mình tụi em có lên không hay dạ, là có, mình có lên đàn thì mình muốn lên đàn thì mình lên đây, nếu mình không muốn thì mình lại đi tiếp. Dạ. Thế là chúng em phục vụ cho nhu cầu của chị, nếu mà có gì có thời gian muốn lên đàn thì lên đàn. Đây là đàn chỉnh đấy ạ. Mà không thì mình cứ lên tháp hương xong rồi lại đi tiếp hiểu chị. Đi ghé lên cái không được. Chắc ghé lên tí đi cho biết đi. Mình lên rồi mình tranh. Mọi người ơi, hiện tại cho đang đứng đây là ở đây họ gọi là đền Trình, và có những cái kiến trúc rất là cổ, rất là xưa luôn. Thì cho muốn review cho cả nhà mình xem sơ qua nha. Tại vì xong rồi là mình tiếp tục cuộc hành trình đi vô trong phía bên trong nữa. Đó, mời cả nhà cùng xem với Châu cái cách kiến trúc ở đây. Đó, một cái đền rất là nhỏ thôi, không có cái không trong một cái không gian nhỏ. Mà cái kiến trúc rất là đẹp luôn cả nhà. Xong rồi Bụ quay sơ bên trong cái nghe Bụ. Cả nhà thấy không? Những cái cánh cửa nè, nó rất là xưa, xưa lắm luôn rồi đó. Chắc cả 100 năm rồi. Và bên trong kiến trúc này những tất cả đều là gỗ nha. Theo Châu biết á, là cả nhà thấy nè, những cái gỗ này á, theo Châu biết á, họ gọi là gỗ đinh đó. Khi ra đây rồi Châu mới biết nó giống như đá vậy đó cả nhà nè, không biết nó là gỗ luôn. Còn ở dưới chân thì họ làm bằng xi măng ấy, họ chịu nè, những cái kiến trúc nè xưa lắm luôn rồi. Bụ cho coi ngay cái phía chính nè, đẹp lắm luôn á. Cả nhà thấy đẹp chưa? Những cái chén này là xưa lắm luôn hả Bụ ạ? Xưa lắm đó cả nhà ơi. Chậu hoa này đẹp. Châu mê những cái chậu hoa lắm, những bình hoa lớn.
Rồi. Phong cảnh rất là đẹp luôn cả nhà. Ở sau lưng nó cái đền này, cả nhà, cái đền, cái miếu nhỏ nó là núi đó cả nhà, núi mà cả nhà thấy đá không? Đá từng tảng to thật to luôn á. Rất là đẹp luôn á. Cả nhà thấy cảnh đẹp phải không? Phải công nhận là cảnh rất là đẹp. Đây là những cái ghế cho mình ngồi xung quanh nè, để mình có thể mình uống trà. Cả nhà thấy. Rồi review cho cả nhà coi xong rồi giờ tụi Châu sẽ xuống thuyền đi tiếp qua một cái địa điểm khác nữa. Cả nhà mời cả nhà cùng đi với Châu nha. Hang Đột chiều dài là 1 cây số nha, 1000 mét. Đó. Chừng cái đầu nghe bụ. Vô trong đây thì hơi tối tí nha cả nhà, nhưng mà nhìn cũng rất là rõ luôn. Đó. Chị ơi, cái đoạn nào mà có núi mà nó thấp thấp chị nhớ nhắc em nha. Ừ. Em tập trung em quay á. Được rồi. Để nó đập đầu lên mất trí nhớ. Nói chung là chị không dám để chị đập vỡ đá đâu em ơi. Bởi vì đá này là cô công nhận rồi em ạ. Để review cho mọi người xong ra bị mất trí nhớ em không nhớ. Cái mặt em mà nếu mà vậy thì vỡ những đá là do chị rất nhiều. Dạ. Nhìn tâm. Dạ. Em ơi, ở đây là chị mà có đang lách lênh võng thì đừng có đang chê nhá. Ở đây có chị là ở trong hang ở lặng lách kinh lắm ấy. Tại vì em bủ sợ là thấy đá thấp quá cả nhà ơi, sợ là cái đầu đang lâu quay tập trung quay quất vô đá. Đó nè mọi người ơi. Ôi đẹp quá. Đó cái đá đó thấp nghe bủ. Em mà mất trí nhớ chị khổ lắm nghe bủ. Còn không biết ủa chị là ai vậy? Ủa chị là ai vậy chị Châu? Hôm nay nhà mình đi vào thời tiết hôm nay là nó rất là tuyệt vời, ủng hộ các chị không nắng, không mưa. Không nắng, không rồi, không rét mấy. Dạ, không có lạnh lắm chị ha. Vâng. Dạ. Mặt tuy là không có nắng nhưng mà lại không có lạnh lắm. Không có lạnh. Mà không mưa nữa. Không mưa là sướng rồi. Check in cũng rất đẹp mà. Đi chơi cũng không cần phải dùng dù gì cả. Yeah. Đó thấy không, chị là chị kể cái chị không nhắc em nè. Nè thấp quá nè. Không nhắc nhưng mà chị không để chỗ cao cho chị đi với chỗ cao mà. Đó. Tại vì em bủ không được cao ra ngồi á, sợ bị đụng đá lắm cả nhà. Châu đang nói ngược á. Bây giờ hai chị em Châu và Bủ đi vô hang động đi tìm vàng, đi kim cương đi cả nhà. Bủ, mình đi tìm vàng với kim cương nha. Còn đúng rồi. Của vua chúa ngày xưa mà để quên lại nơi nhiều này. Nhiều cái hên đó, cái hả hai chị em hả đào được hả, quy một phủ vàng, xong cái có kim kinh phí đi được nhiều nơi để review cho mọi người tiếp. Có thêm kinh phí không? Coi đi, đó, mọi người thấp lắm là mọi người. Bủ đang không đầu nghe cả nhà. Ừ, tôi quay mà mình quay cho mọi người coi mà mình khơm xuống gập bẻ cái cổ luôn nha mọi người. Quay xuống nó nhìn lên nó dễ hơn nhưng mà tôi mời luôn. À đó. Em không bị lạnh rồi. Đúng rồi đó. Mọi người thấy mình ok không? Mình quay mình gần ra hết tới hang động mà nó phát hiện là mình nên ngồi chồm hổm nha mọi người. Chứ nãy giờ là mình ngồi mình nghiêng cổ nha mọi người. Để chắc Châu lấy thêm cái máy nữa để quay Bủ cảnh Bủ đang ngồi quay review cho cả nhà xem là cả nhà cười đau bụng nha. Bủ đang ngồi chồm hổm đó nghe cả nhà. Đó, một là đang ngồi chồm hổm ở dưới đó. Dùng nhàn của chàng trai caramel của chị Châu nha mọi người. Ai biểu không được cao chứ cả nhà ngồi trên là lại đụng đầu.
phải ngồi chồm hổm ở dưới dưới thấp. Trời mọi người ơi. Ồ cái này nó thấp thằng nha Bụ. Cái này là đúng rồi đó. Đó, mọi người ơi. Phải khom xuống nữa. Có ai như mình không mọi người, mình vô hang động mình đem cái kiến đen mà mình nói lên đây nó tối thui. Mình cứ qua. Chui hang động đã tối thui còn mang kiến đen nữa. Đem kiến đen nữa nó xong đây nó tối ha chị. Có mấy chiếc thuyền trước mình nữa kìa. Đó là cho mọi người xem nè. Đó. Ô hang động này xa chị nhỉ? Một cây số nè. Một cây số. Chưa đi được phần nào. Ô chị mấy cái đá mà chị xuống này là nó thiên nhiên vậy hết đó, hả chị? Thiên nhiên chị ơi. Chắc nước phải không? Nước nó chảy là nó mòn phải không? Mưa rất là nhiều nước dạ. Xuống dưới này. Rồi nè, đang chảy nè, đang chảy nè. Nước nó rất là sạch chứ không bị chảy đâu. Không chảy nó ướt. chị lấy đò chị nói là đi vô đây mà nước có nhiều cứ để đừng có tránh nha mọi người, cứ để cho nó nhiều cho nó nhiều ướt mà nước mẩy đi ra vậy là tự nhiên tại nha mọi tại người. Tại vì chị nói cứ để cho ướt đi nước nó sạch lắm. Mà ai mà trang điểm nhiều rồi mọi người cứ để cho nước nó xuống nước ướt nhẹ đừng có né. Chị kêu đừng né đó, nó nước sạch lắm. Hôm nay đợt này là chị em Vũ đi với chị lấy đò rất là dễ thương nha mọi người. Chị rất là thiệt thà. Chúng em không phải là sợ nước dơ hay nước sạch mà chúng em sợ bị ướt. Nè nước. Chị nói là không cần phải né. Kệ nước vậy không cần phải né. Nếu mà mình đi mưa là mình phải mang dù đúng không chị? Mình phải che dù đúng không? Đi qua mùa sáng chiều. Dạ. Hỏi chị ở đây thường mùa mưa là mùa nào chị? Mùa mưa thì thường là tháng 6 tháng 7. Tháng 6 tháng 7 âm lịch là mưa. Mọi người bớt rồi đúng không chị? Mùa này không mưa mấy, mùa này thì cứ hoảng. Đầu xuân thì có mưa xuân, mưa nho nhỏ thôi. Từ đây vô Tết là đâu có mưa nhiều nữa đâu. Đó, cho nên mọi người mà ai có ý định muốn đi tham quan ở Tràng An thì mọi người lưu ý xem clip này nha. Là nếu mọi người muốn chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của hoa súng thì mọi người đi tháng Giêng tháng 2. Còn nếu mọi người muốn chiêm ngưỡng về cỏ bông lau ở trên đồi núi thì mọi người đi bắt đầu tầm từ tháng này cho đến tháng Giêng tháng 2 năm sau nha mọi người. Còn tháng 6 tháng 7 thì mọi người sẽ gặp trường hợp là mưa. Mùa hoa rẻ. Tháng 6 tháng 7 thì có mùa hoa rẻ. Nhưng mà mùa đó sẽ là mùa mưa nha. Nước cũng trong ghê á, trong quá trong luôn. Nhà nước trong nhìn thấy đáy luôn á cả nhà. Chị kê nó cho ngồi lại. Nhìn nhích ít lên. Rồi. Nhà khúc này được cao lên tí nè. Thực sự nha, mọi người khi coi clip này mà mọi người chiêm ngưỡng qua màn hình á thì mọi người thấy được cái độ hùng vĩ của nó là chỉ là 3-4 thôi. Nhưng khi mọi người á, mà trải nghiệm thực tế á, trời mọi người sẽ biết được là nó hùng vĩ như thế nào, rất đẹp nha mọi người. Mọi thứ là điều tự nhiên mà do thiên nhiên á, tạo thành á. Nó điêu khắc lên á nè, những cái nhũ đá như thế này nè, rất đẹp nha mọi người. Wow, cái nhũ đá đẹp quá nè, cái này nè. Giống như là hai cái ngà của con voi vậy đó. Do nước cái này là nó nguy hiểm, nó càng vào sâu thì càng bị đẩy. Dạ. Quay rất là đẹp luôn. Đây mọi người. Thạch nhũ thiên nhiên đó mọi người. Tại vì nước mưa đó, rồi nó xuống rồi nó mòn rồi tự nó tạo thành luôn. Nhưng mà cái hang này bắt đầu mà người ta làm lên đó là cái này mình làm lên hay là nó có thiên nhiên luôn? Thiên nhiên nó có tự nhiên luôn. Thiên thì thời xưa thời khi chưa làm du lịch thì nhân dân nghe mình cứ đi qua hang này là đi. Ồ vậy qua hả? Hang bên trong có cái thung. Thì bây giờ mình đi qua thì mình thấy có cái thung luôn. Như vậy là nó ký hái không đấy chị? Dạ tự nhiên có chứ không phải là do mình làm tạo nên. Dạ vâng. Cũng có một số hang thì tức là bây giờ mình đi vào du lịch thì phải sửa một chút để cho nó dễ đi thôi. Dạ. Hang này là tự nhiên. Hang này tự nhiên 100% không sửa một tí nào. Rồi người ta chỉ ngày xưa đi qua nó không khó dễ đi như vậy đâu, nó đi bằng nước.
Thì là không biết là sao mà chúng em đi là không bị quay thuyền trở lại thôi. Nhưng giữa hang khi là gió nó tắt bước, chúng em phải đánh dấu bôi trên trần hang. Anh mũi tên là đi vào. Còn không mình đi lộn. Không đi là đến giữa hang, ví dụ tắt điện nữa, nó quay thuyền là đi ra mất. Quay lại cho cũ. Tại vì đó, hồi xưa thì lúc nó khó đi, cũng như bây giờ chị em. Bây giờ có điện đi dễ đi. Tại vì bây giờ thì bắt đầu khách du lịch là mình làm nơi du lịch thì phải bắt đèn có điện đi bắt đèn nhưng mà thực sự cho chúng em là đi quen là rồi nhưng mà không nhớ được, cứ mà không quay thuyền cứ rồi đi là có khi là con nhớ bao nhiêu bài là cái cua thì bao nhiêu bài dần phải đến chỗ cua khoai trái cua phải thì đi lâu thì đi nhiều rồi. Chơi gì chơi hù nữa bụi nghe. Nghe cái thuyền trước mình á. Đẹp lắm mọi người ơi. Xuất sắc luôn. Đây. Tính ra cái hang này nó sâu ghê chị ha. Dạ vâng, mỗi một hang thì đi qua chỉ một quả núi, chứ đi cái hang này thì đi qua một dãy núi luôn chị ơi. Vâng. Một cây số mà. Dạ. Thế là chị nhìn cái đá răng đá rất là đẹp. Dạ. Ngoài cái đá nè. Kim cương đi. Dạ. Đá đẹp ghê, bủ hết. Trời ơi, con này nước có tạo thành là bủ ơi. Dạ vâng. Phía sau nè, đẹp dễ sợ. Cứ chừng đụng đầu nha.